Cách đây khoảng một tuần, lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có ý định mời huấn luyện viên Park Hang-seo nắm vai trò giám đốc kỹ thuật và ông Lee Jong-jin sẽ là huấn luyện viên trưởng của đội. Thời điểm đó, phía đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo muốn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ký với ông Lee Jong-jin ở vai trò huấn luyện viên trưởng trước, còn ông Park Hang-seo sẽ suy nghĩ và đến sau. Tuy nhiên, phía lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý vì họ muốn ký với cả hai người cùng lúc. Cũng vì vấn đề này nên trong những cuộc họp vừa qua, kế hoạch đưa ông Park Hang-seo và ông Lee Jong-jin về đã không còn nằm trong kế hoạch của chiến hạm đỏ. Hiện lãnh đạo đội bóng Sài Thành vẫn đang xúc tiến thương thảo với huấn luyện viên Manu Pulking và Chung Hae-sung. Với vị thế và danh tiếng của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo được nhiều đội bóng quan tâm trong 2 năm qua. Sau khi hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Park nhận được lời mời gọi dẫn dắt đội tuyển Indonesia, Thái Lan và mới đây nhất là Singapore với mức thu nhập lương đến 1 triệu đô la Mỹ một năm.